Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 7, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp và làm việc với đoàn công tác số 3 của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa 15 về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. Do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm trưởng đoàn. Báo cáo trước đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh cho biết, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng nhằm tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh đã triển khai kịp thời các nghị định, thông tư thuộc lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, các chỉ đạo của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp. Ban hành chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030, đề án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân năm 2021-2030, đồng thời tổ chức thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tiến hành số hóa trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài chính, các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thẩm định quy hoạch, thẩm định dự án, nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian so với thời hạn quy định và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt hàng trăm dự án nhà ở thương mại, gồm nhà phố, chung cư, đất nền và nhà ở thấp tầng. Trong đó có 12 dự án nhà ở xã hội thấp tầng và 6 dự án nhà ở xã hội chung cư. Tại buổi làm việc, tỉnh Bình Dương đã nêu lên nhiều khó khăn và vướng mắc đến đoàn giám sát về chính sách pháp luật, về thủ tục đầu tư, quy hoạch, nguồn vốn dành cho chủ đầu tư và người dân tiếp cận. Mong muốn Quốc hội, Chính phủ kịp thời tháo gỡ để thúc đẩy thị trường bất động sản nói chung cũng như các dự án nhà ở xã hội phát triển lành mạnh.